Nay Biên xin giới thiệu với các anh chị đoạn đường 203. Và Biên đang ở bên phía Thiên Lương đầu giáp với đường 10, đi hướng đi qua Lâm Động, Hoa Động ra cầu Đen giáp với đường 359. Đây là tuyến đường mà Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên vừa đầu tư xây dựng và vừa mới hoàn thiện xong. Chúng ta vẫn thấy kẻ sơn hẳn còn mới tinh, khá là đẹp anh chị ạ. Và khi hạ tầng khu đường này vừa lên thì cũng có thể thấy rằng giá đất loanh quanh các khu vực này cũng như khảo sát của bên Biên cũng đã có những độ lên nhất định. Đoạn này là vào cổng phụ khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đây này, và sau này sẽ là cổng chính này. Cầu khá là đẹp luôn. Đây là đoạn sân bóng Lâm Động cũ này.